Chào các bạn, chào các em. Trong video hôm nay, thầy hướng dẫn cho các em giải đề kiểm tra cuối học kỳ 2 môn vật lý 11. Đây là một đề thi tham khảo tiếp theo giúp cho các em chuẩn bị tốt cho bài thi học kỳ. Đề này gồm tất cả là 28 câu trắc nghiệm, 28 câu trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận, 4 câu tự luận. Thì trong quá trình làm video này, thầy đã làm xong tới 28 câu trắc nghiệm rồi, nhưng mà thầy xóa nhầm cái phần ghi âm của vài câu đầu, nên thầy phải giảng lại cho các em vài câu đầu này. Câu số 1. Người ta chiếu một ánh sáng đơn sắc từ không khí tới mặt nước với góc tới y là bằng 60 độ và tia khúc xạ là R. Biết chỉ số không khí là 1 và chỉ số của nước là 1,33. Xác định R. Các em áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng là sin y N1 sin y bằng N2 sin R. Đây mình sẽ rút ra được sin R, mình tính sin R nhé, để tìm gốc R. Sin R sẽ bằng N1 sin Y, N1 bằng 1 rồi, nên sẽ bằng sin Y trên N2. Sin Y chính là sin 60 độ là bằng căn 3 trên 2. Chia N2 chính là chỉ số của nước là 1,33. Rồi, các em bấm để tính ra nha. Căn 3 trên 2. Chia cho 1,333. Đây kết quả này. Chúng ta tìm góc nha, bấm shift sin giá trị vừa tính xong là 40,5 độ ha. Đây là góc R. Xấp xỉ là bằng 40,5 độ. Kèm chọn câu B nhé. Câu số 2. Một cái dòng điện có cường độ 5A chạy trong dây dẫn thẳng dài có chiều như hình vẽ. Cảm ứng từ tại điểm M và N có mối quan hệ như thế nào? Biết rằng M và N cách dây dẫn là 10 cm và nằm đối xứng qua dây ha. Trước tiên các em tính độ lớn, chúng ta tính độ lớn do M và N cách đều dây nên cảm ứng từ tại độ lớn cảm ứng từ tại M và tại N bằng nhau, nên ta đặt bằng B bằng 2 nhân mũ trừ 7 nhân y chia R, y là bằng 5. R là khoảng cách từ điểm M đến dây dẫn hoặc là từ N đến dây dẫn là bằng 10 cm, tương ứng với 0,1 m. Đến đây các em tính ra như sau: 2 nhân 5 được 10, 10 nhân 10 mũ trừ 7 là bằng 10 mũ trừ 6, 10 mũ trừ 6 mà chia 10 mũ trừ 1 thì còn 10 mũ trừ 5 ha. Thứ hai là các em xác định chiều của B. Chúng ta xem như dòng điện là chiều của cái viết này, đây đây, chúng ta dùng với các nắm tay phải chỗ này, phải này, chiều từ cổ tay chiều ngón tay cái chính là chiều dòng điện nha. Chiều từ cổ tay ngón tay là chiều của B. Thì phía trên này này thì cảm ứng từ B nó đang hướng từ trong ra ngoài và phản ánh vẽ nên là vòng tròn dấu chấm này. Còn phía bên này ở dưới đây là từ ngoài vào trong, là chúng ta viết dấu cộng như thế này. Do đó cái B á, là nó ngược chiều nhau. Vì vậy các em sẽ chọn là song song và ngược chiều ha. Tiếp tục câu số 3. Câu nào dưới đây nói về luật Lorentzian là đúng ha? Luật Lorentzian là luật tác dụng lên một cái hạt thôi, lên một hạt mang điện tích và nó chuyển động vào trong từng trường B. Các em chọn câu A luôn. Câu số 4. Cho một cái dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện tại một điểm, ta xét từ trường của dòng điện, nếu cường độ dòng điện tăng lên 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ sẽ như thế nào? Rõ ràng các em thấy rằng đây là dây dẫn thẳng dài vô hạn nên cảm ứng từ B được tính bằng công thức 2 nhân mũ trừ 7 nhân y chia R. Lúc này B và y là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau. Trong trường hợp này cường độ dòng điện tăng 2, nghĩa là y tăng 2 thì dẫn đến B phải tăng 2. Câu C. Câu số 5 là một câu về thấu kính, chọn câu sai. Câu A là các tiêu điểm chính của thấu kính hội tụ đều nằm trên trục chính. Tất nhiên là các tiêu điểm chính phải nằm trên trục chính rồi và đối xứng qua ban tâm O của thấu kính hội tụ hoặc là thấu kính phân kỳ, đúng nha. Câu B, tiêu điểm ảnh chính của thấu kính hội tụ á chính là điểm hội tụ của các tia sáng chiếu vào thấu kính theo phương song song với trục chính ha, nghĩa là một chùm tia tới mà song song với trục chính thì chùm tia ló sẽ hội tụ tại tiêu điểm ảnh chính của thấu kính, đúng nha. Còn câu C, tiêu điểm ảnh chính của thấu kính phân kỳ á, là điểm hội tụ của các đường kéo dài, các em lưu ý nha, các đường kéo dài của các tia ló ha. Nếu mà tia sáng chiếu vào thấu kính là những thiên phương song song, nghĩa là nếu một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ thì chùm tia ló nó sẽ có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính, đúng nha. Chắc là câu D là câu sai đúng không?
tuyến điểm ảnh chính của thấu kính hội tụ này, là điểm hội tụ của các đường kéo dài là sai, cái này mới là, cái này là của thấu kính phân kỳ rồi. Câu 6, chiếu một chùm tia sáng hẹp từ môi trường có chiết xuất N2 đến mặt phân cách với môi trường có chiết xuất N1 thì xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần. Gọi Y, GH là góc giới hạn phản xạ toàn phần và công thức tính. Khi mà chiếu từ để xảy ra phản xạ toàn phần là chiếu từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chiết quang. Do đó, chiếu từ môi trường N2 sang môi trường N1 nghĩa là bắt buộc N2 phải lớn hơn N1. Thì các em sẽ có là chiếu từ N2 là chúng ta sẽ có là N2 nhân sin góc tới bằng N1 chiếu sang môi trường 1 nhân sin góc khúc xạ. Để tìm được y giới hạn này á, thì R này phải bằng 90 độ nha. Lúc này mình sẽ tương đương là N2 nhân sin y giới hạn thì bằng N1. Tại vì lúc này R bằng 90 thì sin 90 bằng 1. Do đó các em rút sin y giới hạn ra bằng N1 trên N2. Các em chọn câu A. Câu số 7. Năng suất phân ly của mắt là gốc trong nó là gốc trong alpha nhỏ nhất nha, alpha min. Để chúng ta nhìn những cái vật ở rất xa mà chúng ta có thể quan sát được quan sát được ảnh ha, điểm đầu và điểm cuối của vật đó. Là gốc trong vật nhỏ nhất, gốc alpha nhỏ nhất mà mắt còn phân biệt được hai điểm đầu và điểm cuối của vật. Các em chọn câu D. Câu số 8. Chọn câu sai. Hệ số tự cảm của ống dây hình trụ có chiều dài L, tiết diện S và gồm N vòng dây. Ở đây câu C và câu D nó có hai công thức tính L mà hai công thức này khác nhau, chắc chắn là một trong hai câu sẽ sai đúng không? Công thức tính độ tự cảm L của ống dây được tính bằng 4pi nhân mũ trừ 7 N bình phương nhân S trên L. Trong đó N chính là số vòng dây quấn, S là tiết diện của vòng dây và L chính là chiều dài của ống dây. Các em chọn câu D là câu đúng nha, vậy chắc chắn câu C là câu sai nha. Còn tất nhiên hệ số tự cảm nó sẽ phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước ống dây, nghĩa là phụ thuộc vào L, S và N. Và đơn vị của nó là Henry ha. Câu 9. Một cái mạch kính tròn C, là một cái dạng mạch kính tròn C, kính là hình tròn, nằm trong mặt phẳng B với dòng điện I như hình vẽ này. Nó nằm trong mặt phẳng hình vẽ luôn, phẳng giấy của chúng ta đó. Hỏi trường hợp nào dưới đây từ thông qua mạch kính biến thiên, nghĩa là trường hợp mà chúng ta dịch chuyển Y hoặc là dịch chuyển cái C này làm cho từ thông qua cái mạch kính này biến thiên nha. Thì chắc chắn là chúng ta chỉ có thể đưa lại gần hoặc ra xa thôi. Tại vì khi mà đưa lại gần á thì số đường cảm ứng từ qua cái vòng dây này sẽ tăng lên, còn khi mà đưa ra xa thì cảm ứng từ qua cái vòng dây này sẽ giảm xuống. Do đó từ thông qua cái vòng C này sẽ biến thiên nên nó tạo ra một cái dòng điện trong cái mạch kính này. Thì chắc chắn đưa lại gần hoặc ra xa thôi nha. Còn nếu mà chúng ta đưa lên đưa xuống, đưa theo phương của Y thì không thay đổi nha, B nó qua không thay đổi. Tại vì cảm ứng từ B nó sẽ cách đều dây khi mà chúng ta dịch chuyển theo phương song song. Do đó các em sẽ chọn câu A, dịch chuyển C trong phẳng B lại gần dòng điện Y hoặc là ra xa dòng điện Y. Thì lúc này từ thông qua cái mạch C này sẽ biến thiên, do đó sẽ tạo thành một dòng điện trong cái mạch C này. Câu số 10. Một cái hạt mang điện có điện tích Q bằng 10 micro coulomb nha các em. Khi mà các em đổi về coulomb á là bằng nhân 10 nhân 10 mũ trừ 6 coulomb nha. 10 mũ trừ 6 coulomb. Bay với vận tốc V là 5 10 5 m trên giây theo phương này, vuông góc nha. Nếu mà theo vuông góc với cảm ứng từ B rồi đó thì alpha bằng 90 độ. Nhân lũi nha. Rồi, chúng ta tính cái xác định hướng và độ lớn của lục Lorentzer. Giờ mình tính cái độ lớn trước ha. Độ lớn của lục Lorentzer F bằng Q độ lớn điện tích nhân cho V nhân cho B nhân cho sin alpha. Đây chính là công thức ha. Mình thay vào. Cái độ lớn của Q chính là 10 mũ 6 nhân 10 chính là 10 mũ trừ 5. Đúng không? Nha, 10 là 10 mũ 1 á, nhân 10 mũ trừ 6 là 10 mũ trừ 5. Vận tốc là 10 mũ 5 luôn này. Nhân B là 1, nhân sin alpha cũng bằng 1 luôn. Vậy kết quả bằng 1 Newton. Rồi. Bây giờ các em kiểm tra xem cái hướng. Đây là một hạt mang điện tích dương. Thì lúc này các em dùng quy tắc bàn tay trái, chiều từ cổ tay đến ngón tay chính là chiều vector V. Lòng bàn tay chúng ta sẽ hướng cảm ứng từ B đang hướng từ ngoài vào trong. Các em thấy dấu cộng không? Hướng từ ngoài vào trong như thế này thì mình hướng lại. Đúng không? Chiều từ cổ tay đến ngón tay chính là chiều của vận tốc V với trường hợp là hạt mang điện dương nha. Rồi, mình chổi ra 90 độ. Đây,
lực từ sẽ phương thẳng đứng chiều hướng lên. Vậy là lực lên trên sơ nhé, lực lên trên sơ sẽ phương thẳng đứng chiều hướng lên. Đấy. Các em chọn là phương thẳng đứng chiều hướng lên, câu C. Đấy, F. Còn nếu có điện tích này âm thì lúc này cái F nó sẽ bị bật xuống này nha. Câu 11. Các đường sức từ trong trong lòng của 500 hình chữ U. Thì các em biết rằng cái đường sức từ bên trong cái 500 hình chữ U á là coi như từ trường bên trong và từ trường đều. Do đó nó là những cái đường thẳng song song cách đều nhau ha. Xem như là từ trường đều. Câu số 12. Một khung dây dẫn cứng mặt phẳng diện tích là 25 cm², gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Bài toán này là tính suất điện động cảm ứng ha. Thì các em nghĩ ngay tới công suất tính số động cảm ứng á, thì bằng tốc độ biến thiên thông bằng delta phi trên cho delta t. Đúng không? Mà cái delta phi này là độ biến thiên thông á, nó sẽ bằng là n nhân cho s nhân cho tốc độ biến thiên cảm ứng từ nhân cos alpha. Do trường hợp này là cảm ứng từ nó vuông góc ha với mặt phẳng khung. Các em lưu ý nha, cảm ứng từ mà vuông góc với mặt phẳng khung nghĩ là pháp tuyến sẽ trùng với b. Vector B nó trùng với vector pháp tuyến n nên góc alpha nó bằng 0 nha. Các bạn lưu ý là góc tạo bởi vector B và vector n chính là góc alpha nha. Nên alpha nó bằng 0, mình suy ra chúng ta có cos alpha này nó bằng 1. Do đó chúng ta không có viết cos alpha chỗ này. Chia delta t. Chỉ có lại. Mình thay số vào. N là 10. Nhân. Các em lưu ý cái diện tích này này, các em phải đổi về mét vuông. 1 cm² là bằng 10 mũ trừ 4, 10 mũ trừ 4 m² nha, là phần chục ngàn á, là lấy nhân cho 25 nhân 10 mũ trừ 4 ha. Tiếp tục nhân delta b. Các em nhìn nè, từ dây thứ 0 đến dây thứ 0.4 thì cảm ứng từ biến thiên từ 2.4 nhân 10 mũ trừ 3 đến 0, nghĩa là nó sẽ bằng kết quả này luôn, trừ 0 là bằng chính nó ha, là thành nhân thêm 2.4 nữa nhân 10 mũ trừ 3. Sau đó mình chia cho cái delta t chính là bao nhiêu các em? 0.4 giây nha. Đây. Ở đây mình bấm máy thôi. Cái này mình để cái số mũ lại đi. Giờ mình tính cái 10 này nhân 25 này. À, 25. Bấm 25 thôi. 25 nhân 2.4 đi. Chia cho 0.4 này. Đó. Em kiểm tra nó có số 15 hay không. Nếu mình thấy rằng chỉ có cái đáp án này là số 15 thôi thì mình chọn luôn, không cần phải xử lý cái số mũ còn lại. Còn nếu mà nó còn 15 thì các em xử lý hết nha. Còn lại 10 mũ 4 này, 10 mũ trừ 4 nhân 10 mũ 1 là 10 mũ trừ 3. 10 mũ trừ 3 nhân 10 mũ trừ 3 là 10 mũ trừ 6 ha. Vậy là 150 nhân 10 mũ trừ 6. Nghĩa là mình sẽ ghi là 1.5 nhân 10 mũ trừ 4 ha. Câu 13. Theo luật khúc xạ ánh sáng, câu nào sai? Chỉ một tia sáng hẹp xuyên góc tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt á, thì đối với một cặp môi trường nhất định thì tỷ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ nó bằng một hằng số không đổi, chính là chiết xuất tỷ đối của môi trường 2 so với môi trường 1, đúng không? Là bằng hằng số, đúng ha. Câu B là góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới, góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới khi từ môi trường có chiết xuất n1 sang môi trường có chiết xuất n2 lớn hơn. Nghĩa là chiếu từ môi trường chiết xuất kém sang môi trường chiết xuất chiết quang hơn thì góc tới nó phải lớn hơn góc khúc xạ, hay là góc khúc xạ phải nhỏ hơn góc tới. Giống như chúng ta chiếu ánh sáng từ môi trường không khí sang môi trường nước thì bắt buộc góc tới nó phải lớn hơn góc khúc xạ nha. À, cái này đúng luôn. Câu C, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới luôn và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới này, đúng mình nghĩ rồi ha. Chắc chắn là câu đây, góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần. Đây rõ ràng là góc tới và góc khúc xạ nó tỷ lệ thuận với nhau là sai, tại vì tuân theo định luật khúc xạ ánh sáng là n sin y bằng n1 sin y bằng n2 sin r. Câu 14. Khi cho dòng điện có cường độ y đi vào dây dẫn quấn đều n vòng quanh một lõi hình trụ có chiều dài l thì cảm ứng từ trong lõi ống dây. Đây là cảm ứng từ trong lõi ống dây hình trụ nha, sẽ bằng 4 pi này, nhân mũ trừ 7 n trên l nhân y. N là số vòng dây quấn
L chính là chiều dài của ống dây. Và cái tỷ số này người ta gọi là gì? Là số vòng dây quấn trên một đơn vị chiều dài đó các em. Câu 15. Dòng điện trong cụm cảm giảm đều từ 16 đến 0, nghĩa là để chúng ta có delta I là bằng 16A. Trong thời gian DNT là 0,01. Số điện động từ cảm là 64V, tính độ từ cảm. Thì xuất phát từ công thức là E từ cảm đúng không em? Nó bằng L nhân cho delta I chia cho DNT. Có dấu trừ nha, mình xử lý độ lớn mình bỏ trừ luôn đi. Từ đó mình suy ra L nó bằng cái gì? Mình nhân chéo lên nhân delta T nhân E từ cảm. Đi E từ cảm trước đi, nhân delta T chia cho delta I. Đó, thì mình thay số vào thôi. Y là 64 nhân DNT là 0,01 chia cho 16. 64 chia 16 được 4. 4 nhân 0,01 bằng 0,04 Henry trong câu B luôn. Câu 16. Số điện động từ cảm trong mạch tỷ lệ với cái gì? Xuất điện động cảm ứng nhé, thì nó tỷ lệ với tốc độ biến thiên từ thông ha. Tại vì E từ cảm thì bằng E cảm ứng thì bằng delta phi trên delta T, thì nó sẽ là tỷ lệ thuận, tỷ lệ với tốc độ biến thiên từ thông trong mạch. Nghĩa là cái tốc độ biến thiên nó càng nhanh thì dẫn đến là cái E từ cảm nó E cảm ứng nó sẽ càng tăng. Câu số 7. Phép biểu nào sau đây không đúng? Đường xuất từ do 500 thẳng tạo ra xung quanh nó là những cái đường thẳng là sai. Nó phải là những cái đường cong kín ha. Và vào bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng chỉ có thể vẽ được một đường xuất từ duy nhất thôi. Và cái đường xuất từ á nó sẽ mau hơn, nghĩa là dày hơn ở những nơi có từ trường lớn, và nó càng thưa dần ở những nơi có từ trường nhỏ, nghĩa là càng xa 500 đó. Không đúng chứ nó câu A. Câu 18. Trong các nhận định sau, nhận định nào không đúng về đường truyền ánh sáng qua thấu kính phân kỳ? Nếu mà tia sáng tới mà đi qua ban tâm thì tia ló sẽ truyền thẳng là đúng nè. Đúng cho cả thấu kính hội tụ luôn đúng không em? Tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm chính á, thì tia ló nó phải song song với trục chính ha. Đúng nè. Nghĩa là tia tới mà đi qua tiêu điểm thì tia ló phải song song trục chính. Còn tia tới mà song song với trục chính á, thì tia ló nó có đường kéo dài qua tiêu điểm ảnh chính này, đúng luôn nha, tại vì nó là thấu kính phân kỳ mà ha, lên luôn cho ảnh ảo nên nó tia ló có đường kéo dài phải đi qua tiêu điểm ảnh chính. Còn tia sáng tới kéo dài qua tiêu điểm a, hai câu b và câu d nó ngược nhau, chắc chắn một trong hai câu sẽ sai thôi, không thể nào vuông góc được. Câu 19. Cái biểu nào không đúng nha? Chiết xuất tuyệt đối của trong chân không là được quy ước là bằng 1 ha. Nghĩa là cái môi trường trong suốt đó, trong suốt nhất trong tất cả các môi trường là môi trường chân không, thì chắc chắn là chiết xuất tuyệt đối của mọi môi trường trong suốt đều lớn hơn 1. Chiết xuất tuyệt đối của mọi môi trường, nghĩa là mọi môi trường không phải là chân không đó, thì luôn luôn lớn hơn 1 là đúng rồi. Tất cả những môi trường trừ chân không ra thì luôn luôn lớn hơn 1. Chiết xuất tỷ đối của môi trường chứa tia khúc xạ đối với môi trường chứa tia tới là người ta ra là N21, chính là bằng N2 trên N1, chính là chiết xuất tỷ đối của môi trường 2 so với môi trường 1. Này đúng rồi. Chiết xuất tỷ đối của giữa hai môi trường luôn lớn hơn 1 là sai, tùy theo trường hợp. À. Ví dụ như chiết xuất tỷ đối của môi trường không khí so với môi trường nước, thì lúc này nó nhỏ hơn 1 rồi, đúng không? Do đó là luôn lớn 1 là sai nha. Câu 20. Phép biểu nào sau đây không đúng khi nói về tự thông? Từ thông có đơn vị là VB, đúng không này? Từ thông là một đại lượng có giá trị đại số, có thể âm dương hoặc bằng không, đúng này. Từ thông là một đại lượng vô hướng, mà nó ghi là có hướng là sai nha. Từ thông là một đại lượng vô hướng, vậy các em chọn câu C là câu sai luôn rồi nha. Còn về định nghĩa, công thức tính từ thông là phi bằng BX có alpha là đúng rồi. 21. Biết một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác ABC, biết góc chiếc vectơ A
một tia sáng đi tới mặt bên AB thì ló ra ở mặt bên AC. Thì so với tia tới thì lúc này cái tia ló ở mặt bên AC đó nó phải lệch về phía đáy lăng kính. Đây đúng định nghĩa nha các em nha, định nghĩa khi một tia tới đến mặt bên thứ nhất thì ló ra khỏi mặt bên thứ hai, thì cái tia ló ra mặt bên thứ hai á nó phải lệch về phía đáy lăng kính ha. Luôn lệch về phía đáy lăng kính. Câu 22. Một cái dạng thẳng dài vô hạn mang dòng điện I cảm ứng từ tại điểm cách dây R. Công thức này tính dây dẫn thẳng dài rồi. B bằng 2 nhân mũ trừ 7 y chia R. Câu 23. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào là sai hướng của vectơ cảm ứng từ và cảm ứng từ do dòng điện? Trường hợp đầu tiên là đối với trường dòng điện thẳng ha. Các em dùng quy tắc là nắm tay phải ra. Trường dòng điện thế này đúng không? Nắm như thế này. Rõ ràng phía trên á, phía trên này nó hướng từ trong ra ngoài. Là dấu chấm là đúng rồi này. Đấy, đúng nha. Nên là dòng điện tròn. Chiều dòng điện thế này thì các em cầm như thế này. Chiều từ cổ tay đến ngón tay chính là chiều dòng điện, ngón cái chỏi ra chỉ chiều phương chiều của B. Đúng mũi tên luôn rồi. Cái này đúng luôn. Đây là dòng điện thẳng đang hướng từ ngoài vào trong. Các em nhớ nha, dòng điện I này đang hướng từ ngoài vào trong một khoảng vẽ. Chúng ta sẽ đặt cái tay như thế này. Đặt cái tay cụm xoay lên nha. Vậy là lúc này cảm ứng từ nó phải hướng từ bên phải sang bên trái nha. Và vậy nó phải hướng từ phải sang trái nha các em. Trong hình nó quỷ như thế này là sai mất rồi. Vậy hình 3 sai nha. Còn kiểm tra này, ống dây dòng điện này hướng như thế này. Chúng ta sẽ nắm như thế này. Nắm thế này. Đấy, ngón cái chỏi ra. Lúc này á, cái chiều ngón cái chính là chiều của cảm ứng từ B hướng ra ngoài ống dây. Đúng rồi này. Cửa này cực bắc này. Câu 24. Xung quanh vật nào sau đây không có từ trường? Chắc chắn là xung quanh hạt mang điện đứng yên. Tại vì xung quanh hạt mang điện đứng yên á là tồn tại điện trường chứ không phải từ trường nha. Còn trường hợp 500 dòng điện không đổi hay là 500 hình chữ U thì đều có từ trường cả. Câu 25. Vật sáng AB đặt trên trục chính vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, để ảnh của vật qua thấu kính cùng chiều và cách thấu kính 30 cm thì vật cách kính, nghĩa là mình tính D bằng bao nhiêu. Đề bài cho là thấu kính hội tụ có tiêu cự F là dương nha, là 20 cm. Tiếp tục, nó cho khoảng cách từ ảnh, em lưu ý nè, để ảnh vào vật cùng chiều. Nếu mà ảnh mà cùng chiều vật qua thấu kính hội tụ thì ảnh này phải ảnh ảo. Ảnh ảo. Mà cách thấu kính 30 xăng thì lúc này D phẩy nó bằng trừ 30 nha. Tại vì ảnh ảo nha các em thì D phẩy nó phải âm. Bằng trừ 30. Từ đây các em dùng công thức thấu kính là 1 trên F. Nó bằng 1 trên D cộng 1 trên D phẩy. Ở đây mà nếu mình nhớ công thức được luôn á thì mình tính D luôn. Thì D thì bằng gì các em? D phẩy nhân F trên D phẩy trừ F. Công thức này là chúng ta tính cái khoảng cách luôn nha. Chúng ta không cần phải đi rút ra nữa. Các em nhớ luôn. Còn mình muốn tính D phẩy thì lấy D nhân F trên D trừ F. Rồi mình thay vào. Không phải rút ra nha. 1 trên D thì rút ra nè. Thì bằng 1 trên F trừ 1 trên D phẩy. Sửa mình vi đồng lên là D phẩy nè. Trừ F trên D phẩy nhân F. Lúc này mình rút D ra thì ra được cái này. Thay vào. D nha. Thay bằng. D phẩy là bằng trừ 30 nè. Nhân F là 20. Trên cho trừ 30. Trừ 20. Này là 600. Chia cho 5 trừ. Vậy bằng 12. Vậy là vật. Cách thấu kính là 12 cm. Câu 26. Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về các tật của mắt? Mắt bị mờ cận á thì có điểm cực cận, nghĩa là điểm gần mắt nhất đó các em, hơn so với mắt bình thường, đúng không ha? Tại mắt bình thường chúng ta là 25 cm, còn những nào mà cận thị á thì chắc chắn là điểm cực cận của họ sẽ gần hơn 25, khoảng vài xăng thôi, 10 xăng hay là 15 xăng thôi, đúng rồi. Mắt viễn thị á thì có điểm cực cận xa hơn so với mắt bình thường, nghĩa là họ khoảng là từ 40 trở lên, họ nhìn thấy từ 40 đến cộng đến vô cùng luôn. Nghĩa là họ nhìn thấy rõ những vật ở vô cùng. Nhưng mà những cái vật ở gần mắt hơn 25 á, thì họ sẽ không thấy nha. Mắt lão thì có cơ mắt nó yếu ha. Cơ
cơ mắt yếu, đúng rồi. Chắc là câu này không đúng rồi. Mắt viễn thị thì không nhìn được cái vật ở xa là sai. Giống như mắt bình thường thôi. Mắt viễn thị có thể nhìn rõ những vật ở xa, giống như mắt bình thường. Câu 27. Một tấm kính phân kỳ có tiêu cự F bằng trừ 10 cm, tính độ tụ D. Độ tụ D sẽ bằng 1 trên F. 1 trên F là bằng, các em đổi về mét nha, trừ 0,1 m. Thì bằng trừ 10 diop. Trừ 10 diop. Câu B. Câu 28. Khi ánh sáng truyền xuyên góc từ môi trường có chiết xuất N1 sang môi trường có chiết xuất N2, điều kiện đầy đủ để phản xạ thành phần. Thứ nhất là chắc chắn là chiếu từ môi trường chiếc ven hơn sang môi trường kém chiếc ven. Nghĩa là trong trường hợp này chiếu từ môi trường N1, nghĩa là N1 phải lớn hơn N2. Là một. Thứ hai là sin y giới hạn. Cái này nó kêu là nó không xác định mà nó kêu. Thì lúc này chắc chắn là các em biết rằng là N1 lớn N2 đúng không? Nghĩa là câu A hoặc là câu D đúng không? Thứ hai là góc tới nó nhỏ hơn là sai, góc tới phải lớn hơn góc giới hạn. Mà góc giới hạn được tính bằng công thức là do N1 lớn N2 thì các em lấy N2 trên N1. Làm sao cho cái tỷ số này phải nhỏ hơn 1 mới đúng nha, tại vì sin một góc luôn luôn là nhỏ hơn 1. Hoặc bằng 1 sẽ không bao giờ lớn hơn 1 được. Do đó cái khi em biết được cái môi trường lớn hơn rồi thì các em tính sin giới hạn rất là nhanh. Các em chỉ cần lấy chiết xuất nhỏ chia cho chiết xuất lớn thôi là xong nha. Vậy là chúng ta sẽ chọn câu D luôn nha. Góc tới nó phải lớn. Góc tới nó phải lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần. Đây chính là góc giới hạn phản xạ toàn phần. Rồi, phần tự luận câu số 1. Cho ống dây AB có chiều dài L bằng 50 cm và có số vòng dây N bằng 500 vòng. Dòng điện I bằng 2A. Xác định cảm ứng từ tại điểm M trong lò ống dây, nghĩa là từ trường tính cảm ứng từ trong lò ống dây ha. Chúng ta dùng công thức nào? Là B bằng 4π nha, nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho, đây là cảm ứng từ, nhân cho N trên L nhân I. Đây là công thức ha. Bây giờ mình thay vào thôi. 4π nhân 10 mũ trừ 7 nhân N là 500, nhân Y là 2 chia cho L là 50 cm là 0,5. Đây này kèm bấm máy ra thôi. Cái này mình bấm là 5 chia 5 luôn rồi. Hết này. 10 mũ trừ 1 đưa lên tử là 10 mũ dương 1. Dương 1 là 10 mũ 3. 10 mũ 3 mà nhân 10 mũ trừ 7 là 10 mũ trừ 4. Cái này 10 mũ trừ 4 nha. Còn lại là 8π. Đó, vậy 8π nhân 10 mũ trừ 4 kết là câu số 2. Một khối thủy tinh có dạng hình tam giác ABC vuông cong. Tại B có chiết xuất là 1,5. Khối thủy tinh này đặt trong không khí, chiết xuất là 1 nha. Chiếu vuông góc với mặt bên AB. Nhớ là chiếu vuông góc. Tính là góc hợp bởi tia tới và tia ló, nghĩa là mình tính góc trệt á, D bằng bao nhiêu. Thì rõ ràng cái tam giác này vuông cong nên góc này sẽ 45 độ. Là 90 rồi, cái này 45. Mình có góc chiếc bằng A bằng 45 độ. Bây giờ do là cái tia tới đến mặt bên thứ nhất là nó vuông góc nên tia ló sẽ truyền thẳng. Bên này pháp tiến mình sẽ bị pháp tiến với cái mặt bên thứ hai. Kiểm tra xem nó có ló hay không hay là phản xạ. Thì bây giờ mình xác định góc giới hạn trước nha. Thì có là sin y giới hạn tại mặt AC nha. Sin y giới hạn thì bằng là 1 trên n, nghĩa là bằng môi trường chiết xuất bên ngoài chia cho chiết xuất bên trong, bằng 1 chia 1,5. Từ đây thì suy ra được cái y giới hạn bằng shift sin 1 chia 1,5, đúng không? 1 chia 1,5 là 2/3 đó. Bốn mươi mốt độ bốn mươi tám phút. Bây giờ mình kiểm tra cái góc tới chỗ này thì bao nhiêu độ này. Góc tới ở với là góc khúc xạ R2 đó, tại vì mình có là gì các em, chúng ta có là góc chiếc ven A đó các em,
góc Y1 á, nó bằng 0 mà để góc tới một bên nhất là trùng hợp tuyến góc Y1 bằng 0. Thì lúc này mình sẽ có là góc R1 cũng bằng 0. Đúng không? Mà chúng ta biết rằng góc A đó thì bằng R1 cộng R2. Nên suy ra mình sẽ suy ra được R2 nó bằng bằng A là bằng 45 độ. Đó. Vậy là lúc này R2 đóng vai trò là góc tới một bên thứ hai, nó lớn hơn góc giới hạn rồi, nên lúc này phản xạ toàn phần. Lúc này góc này có 45 luôn. Tại vì góc tới 45 thì góc phản xạ 45, vậy là góc tạo bởi tia tới và tia ló đúng bằng 90 độ nha. Vậy từ đó mình suy ra D nó bằng 90 độ luôn. Câu số 3. Một cái vòng dây hình tròn có bán kính là pi cm là 3,14 cm đó. Dòng điện Y bằng căn 3 trên 2 A. Đặt vòng dây trong từ trường đều có cảm ứng từ B0. Sao cho mặt phẳng của vòng dây nó phải song song với đường số từ. Nha. Thì ví dụ như cái vòng dây nó như thế này. Đó, như thế này. Tam vòng dây đây. Đó. Cảm ứng từ nó đang song song, B0 nó đang song song với vòng dây nó như thế này. Thì biểu diễn bằng một vector thôi nha. Là vector B0. Và lúc này đang có dòng điện, cái vòng dây này có dòng điện thì sẽ có từ trường ngay tại tâm vòng dây nha. Bây giờ thì giả sử dòng điện nó có chiều thế này đây. Lúc này mình xác định từ trường do cái vòng dây này gây ra là dùng tay phải nắm như thế này. Nên cảm ứng từ B đang hướng lên đây ha. Đây là mình vẽ hình để mình thoát khỏi để mình làm bài tập thôi nha. Các em không có thể không còn vẽ hình bài này cũng được. Thì ghi là B này, B do dòng điện Y gây ra. Còn B0 này là mình đặt trong từ trường B này. Thì mình áp dụng nguyên lý, áp dụng quy tắc hình bình hành là mình xác định được cái B tổng hợp. Vậy lúc này mình sẽ có B ở đây. Vector B ở đây sẽ là bằng vector B, BI cộng vector B0. Mà do là cái hai cái B nó vuông góc với nhau. Mình suy ra cái độ lớn B tổng hợp á, nó bằng căn bậc 2 Pythagore thôi. BI bình phương cộng BO bình phương. Bây giờ mình tính cái BI ra, mình thay vào. Chúng ta có BI sẽ bằng gì? BI là vòng điện tròn thì bằng 2pi nhân 14/7 nhân Y chia R. Y là bao nhiêu? Y là căn 3 trên 2. Chia R, R là bằng pi này. Pi cm. Mình đổi về mét nha. Pi cm là đổi về mét là pi nhân 10^2 m. Thay khử pi đi. Số 2 này khử luôn. Vậy trên tử sẽ còn lại căn 3. Nha. 10^2 đưa lên tử là 10^2. 10^2 mà nhân 10^7 là 10^5. Tức là. Rồi bây giờ mình thay vào đây. Bình cái này lên, BI bình lên là cái này 3. Nhân 10^10. Còn B0 bình là 10^5 bình lên là 10^10. Vậy sẽ là 4 nhân 10^10. Đưa ra căn là bằng 2 nhân 10^5. Đấy. Dạ. Câu số 4. Bờ sáng AB là một đoạn thẳng song song dài 10 cm, đặt trước một thấu kính hội tụ tiêu cực 20 cm. Điểm B cách thấu kính 30 cm. Khoảng cách từ AB đến trục chính là chiều cao là 3 m. Tính độ lớn của A phải B phải ha. Bây giờ mình phải vẽ được cái ảnh ra ha. Vậy thầy vẽ sơ cái ảnh ra. Bây giờ mình vẽ đây các bạn tam ô đi. Tiêu điểm F ở đây 20 cm. Điểm B đang cách thấu kính là 10 cm. Sửa đây đi. AB là đang dài là AB là dài 10 cm nha. Đây là đây nữa. Rồi. Bạn tâm ô.
Giờ mình vẽ ảnh nha. Trước tiên thầy sẽ vẽ ảnh của điểm B trước đi. Ảnh của điểm B nè. Cách là chúng ta sẽ vẽ hai chi tới. Đi đầu tiên là đi qua bên tâm O này, chuyển thẳng ha. Tiêu thứ hai là song song với trục chính. Tiêu đó phải đi qua từ điểm F. B phẩy nè. Giờ mình hạ bu góc lên mình tìm cái D phẩy ha. Tiếp tục mình vẽ ảnh của A, ảnh A phẩy nha. Cũng là tiêu này, sau đó tiêu thứ hai là tiêu qua bên tâm luôn ha. Nó sẽ chuyển thẳng luôn. Đấy, cách này tới đây nè. Đây chính là A phẩy nha. Bây giờ mình tính là cái gì? Là mình tính cái A, mình tính cái độ lớn A phải B phải dưới đây nè. Mình tính cái đoạn này nè. Đó, tính cái đoạn này bao nhiêu. Giờ thầy hạ bu góc lên. Bây giờ thầy sẽ đi tính khoảng cách từ đây đến đây nha. Và khoảng cách từ đây đến đây để tìm được cái đoạn này bao nhiêu nè. Bây giờ là mình tìm cái điểm D phải ở cái điểm B nha. Giờ mình xét điểm B, ảnh B phẩy, B phẩy của B nha. Ảnh B phẩy của B trước đi. Đầu tiên thầy có là công thức là D phẩy ha. Thì sẽ bằng D nhân F. Đặt D phẩy 1 đi. Điểm trên cho D 1 chữ F. Em ghi DB cũng được, đó D 1 rồi thay vào. D 1 là khoảng cách từ B đến thấu kính này á, là đề bài cho là 30 xăng. Đây. 30 nhân tiêu cự F là 20. Trên cho 30 trừ 20 thì bằng 60 cm. Tiếp theo thì tính cái có rồi, giờ tính lên cái đề ảnh A phẩy của A trước đây của A. Thì thầy có D 2 phẩy đi. Thì bằng D2 nhân F trên D2 chữ F. Lúc này cái A này nó cách thấu kính là 40 nha. Tại vì B cách thấu kính 30 mà cái đoạn AB này 10 xăng này. Đúng không? AB cho 10 xăng nên cái này là 40. Vậy đi 40 nhân 20 trên cho 40 trừ 20. 800 trên cho 20 được 40cm. Vậy khoảng cách này chúng ta tính được 20cm rồi. Chứ này 20cm. Vậy đi tìm cái khoảng này là xong nha, là Pythagore là xong. Tìm cái đoạn này bao nhiêu. Bây giờ muốn tìm cái đoạn này thầy phải thầy tìm cái độ phóng đại ha. Chúng ta sẽ có là K ha, K1 đúng với trường hợp 1 thì bằng là trừ D1 phẩy trên D1. Trừ D1 phẩy chính là trừ 60 trên D1 là khoảng cách từ B đây là 30 thì bằng trừ 2. K nó âm là do nó ngược chiều thôi nha, ảnh ngược chiều vật. Bây giờ vậy là lúc này các em thấy rằng là ảnh nó cao gấp 2 lần vật, nghĩa là B nó cách cái trục chính gấp 2 lần, đúng không? 2 lần vật. Tiếp tục phải có K2 thì bằng trừ D2 phẩy trên D2, trừ cho D2 phải là trừ 40 trên D2 là cái khoảng cách từ A đến thấu kính là bằng 40 xăng luôn. À vậy là nhỏ, vậy lúc này là ảnh ngược chiều mà nó bằng vật. Do đó cái khúc này là bằng H. Khúc này là 2H thì suy ra khúc này sẽ là H. Đúng không? H. Vậy từ đó chúng ta tìm được cái A phải B phải. Từ hình vẽ chúng ta có được A phải B phải sẽ bằng căn bậc 2 của cái đoạn này bình lên là H bình. Còn cái đoạn này vừa tính xong là 20 bình phương. Chúng ta để sang cm chúng ta tính nha, để ra đơn vị xăng luôn. H đề bài cho là bằng 3 xăng. Là 3 bình cộng 20 bình. Đây chính là cái chiều cao. Đây là cái kích thước của ảnh luôn ha. Rồi, thầy hướng dẫn giải xong cho các em cái đề thi tham khảo tiếp theo trong kênh của thầy. Thầy cảm ơn các em theo dõi video nhé. Thầy mến chào các em.